Xin kính chào quý vị khán giả, chào các em học sinh thân mến. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Triều, giáo viên trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, huyện Châu Đức. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình môn ngữ văn 9. Như các em đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già kính yêu như Tố Hữu từng viết: Người là cha, là bác, là anh, quả tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ. Bác là niềm tự hào lớn lao của dân tộc ta, là cảm hứng sáng tác bất tận của thơ ca hiện đại. Bác ra đi để lại muôn vàn nỗi nhớ thương trong tâm hồn Việt Nam. Đã có rất nhiều tác phẩm hay viết về nỗi đau mất bác. Một trong số đó phải kể đến bài thơ Viếng Lăng Bác của nhà thơ Viễn Phương. Tuy bài thơ ra đời rất lâu sau ngày bác mất, nhưng vẫn để lại dư âm không thể phai mờ trong lòng bạn đọc. Hôm nay, cô cùng các em sẽ tìm hiểu những giá trị nổi bật của bài thơ này. Để tìm hiểu bài thơ thì cô mong các em cùng chú ý đến cái mục tiêu của bài học. Thứ nhất là về kiến thức. Chúng ta phải thấy được những tình cảm thiêng liêng của tác giả, của một người con từ miền Nam ra viếng Lăng Bác. Hiểu được những đặc sắc về hình ảnh, tứ thơ và giọng điệu của bài thơ. Về kỹ năng, các em cần rèn được kỹ năng đọc hiểu một văn bản thơ trữ tình. Có khả năng trình bày những suy nghĩ, cảm nhận về một hình ảnh thơ, một khổ thơ và một tác phẩm thơ. Về thái độ, chúng ta tự hào, kính yêu, biết ơn bác, nỗ lực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của bác. Đầu tiên, cô cùng các em sẽ đi vào phần thứ nhất, tìm hiểu chung. Đầu tiên là về tác giả Viễn Phương. Viễn Phương sinh năm 1928, mất năm 2005. Tên khai sinh là Phan Thanh Viễn, quê ở An Giang. Ông tham gia cả hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông cũng là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng ở miền Nam. Thơ của Viễn Phương tập trung khám phá, ngợi ca vẻ đẹp của đất nước, của nhân dân trong chiến đấu chống ngoại xâm, với một cái giọng thơ nhỏ nhẹ, trong sáng, mơ mộng, ngay trong hoàn cảnh ác liệt của chiến tranh. Chính vì vậy, thơ của ông luôn được bạn đọc yêu mến đón nhận. Viễn Phương sáng tác khá nhiều tác phẩm, thơ, trường ca, thậm chí cả những tác phẩm truyện ký. Và ông cũng là một trong những nhà thơ đạt được nhiều giải thưởng về văn học. Phần thứ hai là tác phẩm. Để tìm hiểu được dòng cảm xúc của nhà thơ trong bài thơ này, các em cần lưu ý đến hoàn cảnh sáng tác. Bài thơ Viếng Lăng Bác ra đời năm 1976. Đây là thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ vừa kết thúc thắng lợi, đất nước thống nhất và lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vừa được khánh thành. Viễn Phương cùng với đoàn cán bộ chiến sĩ ra miền Bắc và vào lăng viếng Bác. Bài thơ được in trong tập thơ Như Mây Mùa Xuân năm 1978. Chúng ta cùng chuyển sang phần đọc và tìm hiểu chú thích của bài thơ. Khi đọc bài thơ này, các em lưu ý đọc với giọng chậm, sâu lắng. Giọng đọc vừa trang nghiêm, vừa tha thiết, có cả sự đau xót lẫn niềm tự hào. Các em sẽ cùng cô đọc bài thơ Viếng Lăng Bác. Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, cái tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền. Vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh Lăng Bác. Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Đấy là cái phần mà chúng ta đọc và các em lưu ý về nhà luyện đọc. Quan sát bài thơ thì các em có thể dễ dàng nhận ra được cái thể thơ của bài thơ này. Được làm theo thể thơ 8 chữ, có đôi chỗ biến thể, có những câu thơ 9 chữ và 7 chữ do cái mạch cảm xúc của tác giả. Phần tiếp theo đó là mạch cảm xúc và bố cục của bài thơ này. Các em có thể thấy được cảm xúc bao trùm bài thơ là niềm xúc động, thành kính và lòng biết ơn, tự hào, pha lẫn đau xót của tác giả. Cái mảnh cảm xúc đó được diễn tả theo trình tự của cuộc vào lăng viếng Bác. Từ mạch cảm xúc, các em dễ dàng có thể chia bài thơ làm 3 phần. Phần thứ nhất là khổ 1 và khổ 2.
Đó là những cảm xúc của tác giả khi ở trước lăng Bác. Phần 2 là khổ 3, là cảm xúc khi vào trong lăng viếng Bác. Và phần 3 là khổ 4, cảm xúc của tác giả khi ra về. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích và cảm nhận bài thơ này, các em có thể phân tích và đi theo từng khổ thơ. Để hiểu cụ thể hơn giá trị của tác phẩm, cô và các em sẽ chuyển sang phần 2, đọc hiểu văn bản. Nội dung thứ nhất, cảm xúc của tác giả trước lăng Bác. Còn ở miền Nam ra thăm lăng Bác, đã thấy trong sương hàng tre bát ngát. Ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam, bão táp mưa xa đứng thẳng hàng. Khổ thơ mở đầu thiêng liêng, thành kính, nhưng vẫn gợi một không khí ấm áp, gần gũi. Trong đó câu thơ thứ nhất, còn ở miền Nam ra thăm lăng Bác, vang lên giản dị như một lời kể, một lời thông báo, nhưng lại gói ghém, chất chứa bao nỗi niềm xúc động. Cảm xúc ấy được nhà thơ thể hiện rõ qua cách xưng hô con, bác. Từ con thân thương mang chất giọng ngọt ngào, quen thuộc của người dân Nam Bộ. Chính cách dùng từ này, nhà thơ đã tạo nên sắc màu địa phương cho tác phẩm của mình. Cách xưng hô con, bác không chỉ thể hiện sự gần gũi, thân thiết, gợi sự tôn kính và tình cảm ruột thịt, mà còn thể hiện tâm trạng xúc động mãnh liệt của tác giả, của những người con miền Nam, nơi thành đồng tổ quốc, sau bao năm lửa đạn của chiến tranh, nay mới được trở về thăm bác, như thầm gọi bác, như nói với bác rằng, bác ơi, con đã về thăm bác đây, đồng bào miền Nam đã về thăm bác đây. Các em thân mến, lúc sinh thời, một trong những tâm nguyện lớn nhất của bác là được về thăm đồng bào miền Nam ruột thịt. Bác từng nói, miền Nam luôn ở trong trái tim tôi, và nhân dân miền Nam cũng luôn khao khát, đợi chờ được đón bác về thăm. Nỗi niềm ấy từng được nhà thơ Tố Hữu viết. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong bác nỗi mong cha. Ước nguyện chưa thành thì bác đã đi xa. Bởi vậy, trong niềm xúc động nghẹt ngào, Viễn Phương đại diện cho nhân dân miền Nam ra thăm bác, giống như người con xa nhà lâu ngày về thăm cha. Cách nói giảm nói tránh, nhà thơ dùng từ thăm thay cho từ viếng, không chỉ làm giảm đi nỗi đau mất bác, mà còn khẳng định bác vẫn sống mãi. Khi đến trước lăng, hình ảnh đầu tiên tạo ấn tượng đậm nét cho nhà thơ, đó chính là hình ảnh hàng tre xanh mát trước lăng trong sương sớm. Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát, ôi hàng tre xanh xanh Việt Nam. Đầu tiên chúng ta có thể nhận ra hàng tre là một hình ảnh tả thực, tái hiện lại vẻ đẹp quang cảnh quanh lăng Bác. Nhưng bên cạnh đó, hàng tre còn là một hình ảnh ẩn dụ, biểu tượng. Hàng tre xanh xanh Việt Nam gợi lên vẻ đẹp tràn trề sức sống của đất nước, con người Việt Nam. Thành ngữ bão táp mưa sa mang ý nghĩa ẩn dụ, chỉ những gian khổ, khó khăn mà dân tộc ta từng phải trải qua. Đó là thiên tai khắc nghiệt, là những năm tháng ác liệt dân ta chìm trong lửa đạn chiến tranh. Chính vì thế, hàng tre qua bão táp mưa sa vẫn thẳng hàng, còn gợi lên vẻ đẹp cứng cỏi, hiên ngang, kiên cường, bất khuất của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam. Các em thân mến, quanh lăng Bác có vô vàn những loài cây, loài hoa, cây nào cũng quý, cây nào cũng đẹp. Đã có khi nào các em tự hỏi, tại sao nhà thơ Viễn Phương lại chọn hình ảnh cây tre để bắt đầu cho những dòng cảm xúc của mình? Vâng, bởi từ ngàn đời xưa, cây tre Việt Nam mộc mạc, giản dị, thân thuộc đã gắn bó với làng quê, với con người, với đất nước Việt Nam ta. Tre sung phong vào xe tăng Đại Bác, tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, tre hy sinh để bảo vệ con người, tre anh hùng lao động, tre anh hùng chiến đấu. Và hàng tre xanh ngát bên lăng hay chính là đội quân danh dự, là khí phách, là linh hồn của dân tộc đang tụ lại nơi đây để canh giấc ngủ cho người. Câu thơ có câu đặc biệt, ôi, đã thể hiện được niềm xúc động, tự hào của nhà thơ đối với đất nước, con người Việt Nam. Sang khổ thơ số 2. Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng, thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ, ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, kết tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Viễn Phương đã rất tài tình
khi sáng tạo ra hình ảnh thơ sóng đôi ở hai câu thơ đầu. Đó là hình ảnh mặt trời. Mặt trời đi qua trên lăng là hình ảnh tả thực, mặt trời của thiên nhiên, của vũ trụ. Còn mặt trời trong lăng là ẩn dụ, mặt trời tượng trưng cho Bác. Vậy vì sao nhà thơ lại ví Bác như mặt trời? Các em ạ, nếu mặt trời của thiên nhiên mang ánh sáng và sự sống cho muôn loài, mặt trời ấy luôn bất diệt trường tồn, thì Bác kính yêu của chúng ta đã mang ánh sáng chân lý của chủ nghĩa Mác Lênin soi sáng con đường của cách mạng Việt Nam. Ánh sáng ấy đã xua tan bao đêm trường nô lệ. Đó là ánh sáng của độc lập tự do, của hòa bình, của hạnh phúc. Cụm từ rất đỏ đã khẳng định tư tưởng của Bác luôn rực rỡ, chói sáng và mãi trường tồn bất diệt. Ánh sáng chân lý từ cuộc đời, từ tư tưởng của Bác mãi soi đường cho dân tộc ta hôm nay và mai sau. Như vậy, bằng hình ảnh thơ tưởng chừng như rất quen thuộc, ví Bác như mặt trời, tác giả không chỉ khẳng định được sự vĩ đại, công lao to lớn, sự bất tử của Bác, mà còn thể hiện tấm lòng tôn kính, tự hào, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Bác. Trong nỗi niềm ấy, chúng ta chuyển câu thơ tiếp theo. Ngày ngày dòng người đi trong thương nhớ, cái tràng hoa dâng 79 mùa xuân. Dòng người đi trong thương nhớ, mở ra một không gian thành kính thiết tha. Điệp từ ngày ngày diễn tả dòng thời gian vô tận. Không phải một ngày, hai ngày, một năm hay là 20 năm. Câu thơ đã tô đậm nỗi niềm nhớ thương, tình cảm sâu sắc của bao thế hệ con người Việt Nam dành cho Bác. Tình cảm đó là mãi mãi, nó không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Trong niềm nhớ thương Bác vô hạn, dòng người đã kết thành tràng hoa. Và ở đây chúng ta có thể thấy tràng hoa là một hình ảnh ẩn dụ đẹp đầy sáng tạo. Tràng hoa ấy được kết thành bởi hàng ngàn hàng vạn con người trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và mỗi người là một bông hoa ngát hương trong học tập, trong lao động, trong chiến đấu. Họ đến viếng Bác, đến ghi công với Bác bằng tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cách nói 79 mùa xuân là hình ảnh hoán dụ chỉ 79 năm tuổi đời của Bác. Qua đó, Viễn Phương muốn khẳng định cả cuộc đời Bác đẹp như những mùa xuân và người đã dâng trọn những mùa xuân tươi đẹp ấy cho quê hương đất nước. Như vậy, ở hai khổ thơ đầu, nhà thơ đã diễn tả chân thực niềm xúc động thành kính, lòng biết ơn, niềm tự hào khi đến lăng viếng Bác. Trong nỗi niềm trào dâng đó, nhà thơ hòa vào dòng người, bước vào trong lăng viếng Bác. Chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung số 2 của bài thơ Cảm xúc khi vào trong lăng viếng Bác. Khổ thơ số 3. Bác nằm trong giấc ngủ bình yên, giữa một vầng trăng sáng dịu hiền, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Chúng ta có thể thấy nhịp thơ như chậm lại, giọng thơ trầm lắng, ta cảm tưởng như không gian trong lăng ngưng động, thời gian như ngừng trôi. Bao trùm trong lăng là một khung cảnh yên tĩnh, trang nghiêm, thành kính. Trong không gian ấy, khi đứng trước di hài của Bác, nhà thơ cảm thấy như Bác đang ngủ, một giấc ngủ bình yên, thanh thản, sau cả một đời thao thức, lo cho dân, cho nước. Những đêm dài không ngủ của Bác cũng đã từng được rất nhiều nhà thơ tái hiện chân thực. Chế Lan Viên đã viết về Bác khi người ra đi tìm hình cứu nước. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sóng dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương. Và nhà thơ Minh Huệ cũng xúc động trong một đêm không ngủ của người. Chủ cứ việc ngủ ngon, ngày mai đi đánh giặc, Bác thức thì mặc Bác ngủ không an lòng, Bác thương đoàn dân công, đêm nay ngủ ngoài rừng. Và ngay trong những vần thơ của Bác, các em cũng dễ dàng bắt gặp được cái nỗi niềm vì dân vì nước. Cảnh khuya như vẽ người chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà. Và sau này, nhà thơ Hải Như cũng viết, cả cuộc đời Bác có ngủ yên đâu, nay Bác ngủ, chúng con canh giấc ngủ. Cách nói giảm nói tránh trong câu thơ đầu tiên, không chỉ nhằm giảm đi cái nỗi đau mất Bác, mà còn thể hiện rằng Bác vẫn sống mãi, Bác chỉ đang ngủ thôi.
nhưng khi đọc lên chúng ta vẫn thấy tê tái đến nghẹn lòng. Bởi giấc ngủ bình yên của Bác là giấc ngủ ngàn thu, là giấc ngủ vĩnh hằng. Các em thấy trong giấc ngủ bình yên ấy của Bác có sự hiện diện của vầng trăng sáng dịu hiền. Hình ảnh vầng trăng ở đây là một ẩn dụ sáng tạo và rất tinh tế của Viễn Phương. Vầng trăng ở đây gợi vẻ đẹp tâm hồn thanh tao, trong sáng dịu hiền của Bác. Chắc em cũng biết, lúc sinh thời, Bác luôn coi trăng là tri kỷ, trăng âm ấp trong những trang thơ của người. Khi thì người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Có lúc thì giữa dòng bàn bạc việc quân, khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Rồi cũng có khi trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận, xin chờ hôm sau. Và có nhà thơ từng viết, Bác yêu trăng như yêu một con người, trong thơ Bác trăng với sao là bạn. Bởi thế, vầng trăng ở đây không chỉ gợi vẻ đẹp tâm hồn Bác, mà còn giúp chúng ta liên tưởng đến những vần thơ đầy trăng của người. Trong cuộc trường sinh nhẹ cánh bay này, vầng trăng vẫn bao bọc, tỏa sáng bên người. Phải hiểu Bác lắm, phải kính yêu Bác vô bờ, thì Viễn Phương mới tạo nên hình ảnh thơ đẹp, mang đầy sức gợi ấy. Ở hai câu thơ sau, vẫn biết trời xanh là mãi mãi, mà sao nghe nhói ở trong tim. Trong câu thơ này, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh ẩn dụ trời xanh. Nhà thơ ví Bác như trời xanh bất diệt, trường tồn. Bác sống mãi trong tâm hồn Việt Nam như trời xanh còn mãi. Cụm từ vẫn biết, mà sao được dùng như một sự đối lập. Đó là sự mâu thuẫn giữa lý trí và tình cảm. Lý trí thì nhà thơ tự dặn lòng mình rằng Bác còn mãi, Bác đang ngủ thôi, Bác như mặt trời, như vầng trăng, như trời xanh trên cao. Nhưng cảm xúc lại thấy tim mình như đau nhói. Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và động từ nhói đã diễn tả một cách cụ thể, trực tiếp nỗi đau xót tột cùng của nhà thơ, của nhân dân miền Nam, nhân dân Việt Nam trước một thực tế Bác đã đi xa. Chính vì vậy, câu thơ cuối vang lên như một tiếng nấc nghẹn ngào. Nỗi đau xót, niềm nhớ thương ấy òa vỡ, khiến cho cả khổ thơ thể hiện rõ được tấm lòng thành kính, niềm nhớ thương, xúc động, nỗi đau xót nghẹn lòng của tác giả, của toàn dân tộc khi vào lăng viếng Bác. Trong nỗi niềm ấy, những giọt lệ tuôn trào khi nhà thơ chuẩn bị phải rời xa lăng Bác. Chúng ta cùng chuyển sang nội dung thứ ba của bài thơ này, đó là cảm xúc của tác giả khi ra về. Ở khổ thơ cuối, mai về miền Nam thương trào nước mắt, muốn làm con chim hót quanh lăng Bác, muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây, muốn làm cây tre trung hiếu chốn này. Bao trùm cả khổ thơ trong từng câu từng chữ là nỗi niềm xúc động, nhớ thương, lưu luyến, không muốn rời xa của tác giả. Từ miền Nam được lặp lại, tạo ra một khoảng cách vời vợi về không gian. Nhà thơ phải về với miền Nam rồi, phải xa Bác rồi, nhưng tình cảm, nỗi nhớ thương Bác mãi khôn nguôi. Tác giả trực tiếp bộc lộ cảm xúc chân thành ấy qua cụm từ thương trào nước mắt. Nỗi niềm thương nhớ đã bật thành ước nguyện được hóa thân. Ông muốn làm một con chim hót, hót vang quanh lăng Bác, muốn làm một đóa hoa để tỏa hương quanh lăng, muốn làm một cây tre trung hiếu để canh giấc ngủ cho người, để mãi được ở bên người. Các em có thể thấy những ước nguyện thật nhỏ bé, thật giản dị, bình thường, nhưng vô cùng mãnh liệt, tha thiết và chân thành bởi điệp từ muốn làm được lặp lại 3 lần trong khổ thơ này. Và ở khổ thơ cuối này, cô cũng lưu ý các em chú ý hình ảnh cây tre trung hiếu ở cuối bài. Hình ảnh cây tre được lặp lại ở khổ thơ thứ nhất đã tạo nên cái kết cấu đầu cuối tương ứng cho tác phẩm và giúp cho dòng cảm xúc của tác giả được trọn vẹn hơn. Cây tre trung hiếu còn là hình ảnh nhân hóa ẩn dụ cho tấm lòng trung thành, thủy chung, son sắc của nhân dân, nguyện theo tư tưởng, theo lời dạy của Bác. Bài thơ khép lại trong sự xa cách về không gian, nhưng lại tạo được sự gần gũi trong tình cảm và ý chí. Dù bước chân ra đi, nhưng tấm lòng của người con miền Nam còn ở lại.
tấm lòng đó không chỉ của Viễn Vương, của nhân dân miền Nam, mà còn là tấm lòng của mọi người dân Việt Nam hôm nay và mai sau đối với Bác. Để có thể hiểu cụ thể và sâu hơn những nội dung mà cô đã trình bày cơ bản cho chúng ta về tác phẩm Viếng Lăng Bác, thì các em cùng chuyển sang phần cuối cùng của bài học hôm nay, đó là phần tổng kết. Phần tổng kết này thì các em lưu ý những nét đặc sắc về giá trị nghệ thuật và về ý nghĩa của bài thơ. Thứ nhất là về nghệ thuật. Bài thơ có giọng điệu vừa trang nghiêm sâu lắng, vừa tha thiết, đau xót và tự hào. Với thể thơ 8 chữ đôi chỗ biến thể, với cách gieo vần và nhịp điệu thơ rất là linh hoạt. Hình ảnh thơ thì sáng tạo và đặc biệt đó là những hình ảnh ẩn dụ đẹp, ngôn ngữ bình dị và rất giàu giá trị biểu cảm. Về ý nghĩa của bài thơ thì các em có thể dễ dàng nhận ra toàn bộ bài thơ thể hiện được tâm trạng, xúc động, tấm lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tác giả cũng như của nhân dân ta khi vào lăng viếng Bác. Trên đây cô cùng các em vừa tìm hiểu những nội dung chính, những giá trị nổi bật của tác phẩm Viếng Lăng Bác, và để củng cố, ghi nhớ sâu cái kiến thức trong cái bài học của mình thì chúng ta chuyển sang phần luyện tập và cô sẽ có các cái bài tập hướng dẫn các em về nhà. Trong bài học này thì cô có 3 bài tập. Thì chúng ta lưu ý câu thứ nhất: học thuộc lòng và nêu hoàn cảnh ra đời của tác phẩm. Đây là một cái câu nhận biết nhưng nó lại vô cùng cần thiết, quan trọng đối với mỗi chúng ta, những học sinh lớp 9 chúng ta chuẩn bị thi vào lớp 10. Bởi vì có học thuộc lòng bài thơ, nắm vững hoàn cảnh của tác phẩm thì các em mới dễ dàng cảm nhận được cảm xúc của tác giả trong tác phẩm. Và đặc biệt, việc học thuộc lòng bài thơ sẽ giúp các em làm thật tốt cái bài văn nghị luận về một tác phẩm thơ hay là một đoạn thơ. Cô tin chắc chắn rằng đối với bài tập này, tất cả chúng ta đều có thể hoàn thành tốt. Bài tập số 2, đó là giáo sư Trần Đình Sử có nhận xét về tác phẩm Viếng Lăng Bác như sau. Bốn khổ thơ, khổ nào cũng đầy ắp ẩn dụ, những ẩn dụ đẹp và trang nhã, thể hiện sự thăng hoa của tình cảm cao cả. Vậy thì em hãy tìm và chỉ ra ý nghĩa của những hình ảnh ẩn dụ đó trong cái bài thơ Viếng Lăng Bác. Câu này cũng là một cái câu mà không khó khăn gì cho các em cả. Nếu chúng ta chú ý những cái phần cô hướng dẫn cụ thể trong cái bài ở 3 nội dung vừa rồi thì các em có thể dễ dàng làm được. Để làm được câu số 2 này, lưu ý các em đọc kỹ lại 4 khổ thơ. Ở mỗi khổ thơ đều có hình ảnh ẩn dụ. Việc đầu tiên của các em đó là xác định hình ảnh ẩn dụ đó. Sau đó chỉ ra những cái ý nghĩa, những cái giá trị biểu tượng của mỗi hình ảnh ẩn dụ. Có ví dụ như ở khổ thơ số 1, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra cái hình ảnh ẩn dụ ở đây đó chính là hàng tre. Hàng tre ngoài ý nghĩa tả thực thì có ý nghĩa ẩn dụ như vừa cô mới hướng dẫn các em. Đó là biểu tượng cho vẻ đẹp của con người Việt Nam. Rồi là thể hiện niềm tự hào của tác giả, vân vân. Và tương tự như thế, các em tìm các hình ảnh ẩn dụ còn lại ở 3 khổ thơ sau. Ở câu số 3, bà viết một đoạn văn trình bày cảm nhận của em về một khổ thơ mà em ấn tượng nhất trong bài thơ Viếng Lăng Bác. Đây là một cái câu mà các em có thể làm với các cái yêu cầu sau đây. Thứ nhất, đó là để làm được, chúng ta phải thật sự chọn ra được một khổ thơ mà chúng ta thích, ấn tượng về nội dung, về nghệ thuật, yêu thích nó. Sau đó cần đảm bảo được các cái yêu cầu, đó là về kiến thức cũng như là về kỹ năng cô hướng dẫn cụ thể hơn để chúng ta có thể về nhà làm tốt bài này. Thứ nhất là về kiến thức, các em phải trình bày được những cảm nhận, những suy nghĩ của mình về cái nội dung bao trùm của cái đoạn thơ mà các em đã chọn. Sau đó phân tích được những hình ảnh tiêu biểu, đặc sắc, những biện pháp nghệ thuật nổi bật được nhà thơ sử dụng trong cái khổ thơ đó. Về kỹ năng thì các em cần phải đảm bảo đó là hình thức của một đoạn văn. Các em có thể trình bày đoạn văn này theo nhiều cách khác nhau. Có thể là đoạn văn quy nạp, đoạn văn diễn dịch hoặc là đoạn văn song hành, vân vân. Lưu ý sắp xếp các ý sao cho phù hợp và logic. Đặc biệt đó là lời văn phải gợi được cảm xúc cho người đọc. Các em thân mến, bài thơ Viếng Lăng Bác của Viễn Vương quả thật là một bài thơ giàu chất suy tưởng và chất trữ tình đằm thắm. Đã 44 năm kể từ ngày tác phẩm ra đời, nhưng đến hôm nay, dù cô và các em sinh ra thì Bác đã đi xa, nhưng mỗi khi đọc lại bài thơ này, trong chúng ta lại dâng trào rất nhiều cảm xúc. Chúng ta tự hào hơn bởi Việt Nam có Bác,
chúng ta kính yêu và biết ơn Bác nhiều hơn. Cô mong rằng các em, những chủ nhân tương lai của đất nước, sẽ ra sức rèn đức, luyện tài, ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh, để trở thành những người con đất Việt trung với nước, hiếu với dân, như lời Bác kính yêu đã từng dạy. Và các em hãy ôn kỹ lại nội dung cảm xúc của bài thơ này. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chúc các em học tập thật tốt. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.